Em ơi, anh về rồi nè em ơi. Hai ngày bội thô, trời ơi. Đôi dép còn ngon vậy bỏ ủ quá. Cái lằn sơn. Này gì trời, chưa phát hiện ra luôn á. Em ơi, bội thu, bội thu. Hôm nay anh chui đống rác anh lượm quá trời luôn nè. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Trời ơi, quả địa cầu, quả địa cầu. Chú cho em quả địa cầu. Em nhìn bốn biển năm châu rành rành. Chừng đứt vũ khí. Trời ơi. Hả? Cái tay bóng cái gì mà thú quắc vậy? Nhắc anh mới nhớ. Khốn nạn nào, lấy cái bồ cào của anh. Anh phải tự anh cắm đầu thùng rác. Anh cào, 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 cào. Tôi lấy á. Ác quá vậy. Đồ nghề mần ăn của người ta mà đi lấy. Mần ăn gì mần ăn? Thế như chuyện này mần ăn không làm. Tối ngày đi lụm ba cái đồ ve chai này không à? Em phải biết cái ước mơ của anh. Cái ước mơ của anh là anh nhặt những đồ phế liệu này và anh sẽ tái chế nó. Anh sẽ trở thành nhà tái chế nổi tiếng. Em hiểu không? Trời ơi trời. Anh ơi, tên là Mộng Thường mà sao ước mơ của nó tầm thường quá vậy? Không tầm thường đâu em. Đây nè. Tên 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 tên. Cho em biết nha. Cái máy sấy tóc này là hàng châu Âu. Anh làm sao làm? Những cái thứ này á mà chỉ cần xuất hiện trước con mắt tôi thôi, tôi lấy tôi giục liền á. Nghe không? Bụng. Nghe. Ủa em gì mặt buồn quá vậy em trai? Em hỏi anh chứ vợ giận buồn không? Trên đời này á, em có thể chọc giận ai cũng được, nhưng trừ gấu. Em thấy chuyện đâu có gì đâu mà cũng giận em nữa. Chuyện sao kể anh nghe cái coi. Thì đó, vợ em hỏi em á là anh ơi, anh nhìn mặt em coi có mập không. À rồi em trả lời mập đúng không? Em nói không liền. Ủa vậy sao bả giận mày? Em chỉ nói là cái mặt em giống cái mâm hơn. Trời ơi, em dại dột quá Minh Hoàng ơi. Nhưng mà không sao. Một khi em đã gặp anh trai Mộng Thường của em, chuyên gia tâm lý phụ nữ rồi. Ủa, bộ anh có cách giúp em hả? Phụ nữ, muôn đời cũng là phụ nữ. Hiểu nó, chưa? Nó không hiểu gì hết trơn. Có nghĩa là khi cô ấy giận, mình phải biết xoa dịu cơn giận của cô ấy. Xoa dịu bằng cách nào? Tặng quà. Là sao? Tên 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 tên, mãi sẽ tóc đứt. Bực thiệt chứ. Tắm xong mà vẫn chưa hết bực. Dám âm mưu chê bai nhan sắc của mình. Nè coi, làm gì vậy? Hello. Sao giận anh hoài vậy? Thôi mà, đừng giận nữa mà. Anh nói thiệt, anh đâu có âm mưu nói em gì đâu. Anh thương em còn không hết nữa chứ đó âm mưu. Đi ra nha. Đụng đi, đụng đi. Tôi ly dị à? Sao lại ra ngoài đi? Không đụng không? Không. Vậy đánh tôi đi. Trời. Đánh đi. Thôi đánh bỏ tôi rồi sao? Cái gì vậy? Thơm, tóc thơm. Bộ tóc tôi thúi lắm hả? À có, mới gội đầu phải thơm chứ. Anh có muốn quà muốn tặng em nè. Bảo đảm em thích liền. Anh điếm mà 2-3 cái xe qua liền nha. 2-3. Muốn bắn tôi hả? Đâu có, tặng quà mà. Quà gì vậy? Nè. Trời đất ơi, máy sấy mà anh gói như khuôn mực vậy hả? Ừ, kỹ kỹ chứ. Để mà xin nó bay vô nó bắn bụi, sao xài được. Phải không? Trời, nó không phải khoe với em chứ. Hàng này của Đức á. Phải không? Của Đức. Của Đức hay là mua của ông tên Đức? Mày mà, hàng của Đức đàng hoàng, hàng nhập đàng hoàng. Trời, anh tốn biết bao nhiêu là tiền nhập từ nước ngoài về mua tặng cho em chứ bộ. Bảo đảm mua cái này về xong cái mấy mốt em khỏi có mất công là lấy khăn chà tóc, rồi khỏi kêu anh lấy quạt quạt cho khô tóc nữa. Ê, vậy là không có muốn quạt cho tôi nữa phải không? À, không có, vừa sấy anh vừa sấy anh vừa quạt, anh vừa sấy anh vừa quạt cho em.
Đây, để cắm điện cho. Để làm chó. Thế, cắm điện đi để tôi thấy. À, đồ đứt quá, xài ngon lành lắm. Ôi, trời ơi. Ê, tôi chưa bấm mà sao nó lên luôn vậy? Đâu có đồ cuốn đứt hay vững tay không mà. Ê, cái gì vậy? Sao vậy? Ê, tắt lúc nào? Đâu, tắt vững tay trong đây nè. Đó. Trời ơi, cái gì ngổ vậy? Đồ cuốn đứt mà em. Ê, không được ông ơi. Tôi thấy xong nó tê cái tay tôi ông ơi. Đâu, anh thấy bình thường mà tay em tê. Ê, được rồi. Mua đồ giỡn cho tôi phải không? Đâu có, trời ơi anh tốn bao nhiêu tiền mua đồ cho em mà. Anh là ghét thầy đồ giỡn lắm nghe chưa. Sao tay tôi tê dữ vậy? Đâu để anh thử coi. Anh thấy bình thường mà. Nè bình thường nè đúng không? Thấy chưa? Tê đúng không? Tê bà nội tôi tê, nó giật cái tê nào mà nói. Tôi nghĩ làm sao vậy hả? Đồ hư mà bán mình 500 ngàn. Hàng xóm tôi lựa tắt đèn có nhau mà kỳ cục vậy. Chơi mà chơi tắt đèn mình mở đèn ta là sao? Hàng xóm kỳ cục. Không nhớ ông Giang Bọng Thường. Ông muốn chơi với tôi vậy nữa hả? Tôi quýnh vỡ mặt ông luôn á. Minh Hoàng. Dạ. Làm gì ngồi con? Dạ ngồi chơi thống gió rồi chơi. Ủa mày cầm gì vậy? Dạ cái máy sấy tóc. Ủa đi đâu mà cầm máy sấy tóc? Đâu có, cái này của bạn nó tặng hai cái lận. À. Mà bây giờ á là cho vợ một cái rồi, còn cái dư không biết làm gì. Ủa vậy hả? Tính đi bán rẻ lại. Nhiêu? Đồ của Đức nha, à, à. Đồ bên Đức, đồ nhập về, hàng xuất khẩu nhập về. À, nhiêu à? Bán rẻ lắm. Rẻ là nhiêu? 500 à. Trời ơi, cái này là của ngoại đó. Mà của Đức nha. Cái này cầu á cả triệu luôn á. Trời. 1 triệu luôn hả bà Tư? Tốt lắm mà, ừ, triệu á. Dạ. Ừ. Trời ơi. Nói nghe, giờ mày bán tôi đi. Ờ, vậy bán bà Tư là 1 triệu hả? Không có đâu, 500 á. Sao mới nói 1 triệu mà? Mình bà con hàng xóm với nhau mà. Mày không bán người này thì mày cũng có dư chứ để làm gì. Thôi lại thì con cũng mến bà Tư, con cũng thương bà Tư cho nên con bán rẻ bà Tư á. Còn 500 cũng được. Bớt nữa không? Trời ơi, con bán vậy là được rồi bà Tư ơi. Bà Tư mua bán cho ông Tư à. Trời ơi, mày ra bán Tứ đi. Xin lỗi mày, mấy 500, ông trả mày 50 á. Nói mày được rồi, đây đây. Trời ơi. Để ném mày. Cảm ơn bà Tư. Đây, thiệt là tốt đúng không? Dạ, đồ tốt. Cái này bảo hành không? Bảo hành sao? Thì bảo hành nè. Thì còn nếu mà nó có vấn đề gì trả lại tao 500. Đâu có đâu, bảo hành là phải 5 triệu lận. Bảo hành nước ngoài mà, chứ phải bảo hành ở đây đâu. À, nhưng mà nếu mà hàng ngoại thì chắc chắn là tốt rồi phải không? Tốt, tốt. Ê, không mấy thôi, giờ vậy nè. Về đi, về nhà bà Tư, cái mày cấm điện cho mày sấy bà Tư nha. Thôi, bà Tư ơi, vậy là được rồi. Bảo đảm nếu mà bà Tư có bị xài, có bị trục trặc gì bà Tư kiếm con. À. Nha, bà Tư nha. Dạ. À, trời ơi, chắc chắn là hành tốt. Ủa mà sao? Sao nó chạy nhanh dữ vậy ta? Chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Trời, cái thằng môi trề. Nghĩ sao vậy? Hàng xóm với nhau mà nó bán cho mình cái máy dỗm như vậy, giật cũng tê tay gì đó. Vậy mà nó nói máy tốt. Trời ơi trời, mất của tôi 500 ngàn rồi trời. Bây giờ làm sao ta? Ủa, Tiến Sa. Dạ. Mộng Thường đâu rồi? Quá Mộng Thường ư? Mộng Thường đi công chuyện rồi vậy. Đi công chuyện rồi hả? Dạ. Làm sao? Cái gì? Trời ơi. Cái gì? Cái này làm cái máy xay hàng sách tay của Đức đúng không vậy? Ôi, cái máy này là hơn cả triệu đó. Con canh mua mà hết hàng rồi. Thích hả? Dạ. Thích cái máy này? Dạ đúng rồi. Ồ, hay là mình bán cho nó rồi mình lấy lại 500. Ừ, vậy đi. Nói nghe nè. Dạ. Nếu mà cưng thích á thì bây giờ để lại cho cưng đó. Trời ơi, thiệt cái gì? Ừ. Trời ơi, hàng xóm à. Nhường con á. Thì đó, rồi 500 ngàn thôi. Trời ơi, 500 ngàn rẻ hơn ở ngoài thị trường một nửa luôn. Vậy đó, trời, hàng xóm với nhau mà. Mua liền. Ừ. Cảm ơn nha. Thôi tao đi về, tao đi về. Ủa, vậy? Hả? Đi qua đây kiếm Mộng Thường chi vậy? À,
hỏi chút cái chuyện nhỏ xíu à, chuyện à, khi nào mà nó về hú cái ta chạy qua nha. Dạ dạ. Rồi vậy nha. Dạ cảm ơn vậy nghe. Trời ơi, cuối cùng cũng tìm được cái máy sấy mơ ước rồi. Trời ơi, đã quá. Đúng là đồ của Đức, xài có khác. Ui, im gì đâu á. Gì em? Cái máy sấy. Máy sấy hả? Nó giật anh hả? Không phải. Vậy sao? Giật điện ra đi. Sao kỳ vậy? Tại sao nó lại ở đây? Là sao? Ở đâu em có cái máy sấy này? Thì của dì Tư đem qua đây bán cho em. Đồ Đức, đồ của Đức đó, hàng nhập. Trời sao kỳ vậy ta? Anh nhớ anh bán cho thằng Minh Hoàng 500 ngàn. Sao về tay bà Tư? Cái gì? Là cái máy này sáng anh tái chế hả? Ừ, anh tái chế nó. Cái anh dụ Minh Hoàng bán được 500 ngàn á. Ủa em nhớ sao nó màu đen mà. Thì dưới bàn tay phù thủy của anh phù phép nó thành đen cặn. Trời ơi, mộng đồ. Hả? Tại sao tối ngày đi lụm ba cái đồ ve chai về tái chế hoài vậy hả? Mé một chút xíu nữa là ông hại vợ ông, thấy không? Bán đi vòng. Cuối cùng tôi cũng là cái người mất tiền nè. Trả 500 ngàn đây. Trời ơi, giấc mơ trở thành phù thủy tan nát rồi. Tan nát cái gì mà tan nát? Cầm cái máy sấy liền ra đường liền cho tôi nha. Không thôi á là ông ra khỏi nhà đó. Ổn quá à. Nhưng mà phải cho mày ra đường. Vợ tôi lớn nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu